Hello tất cả mọi người nhé, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube Phúc Thiên Vlog của em nha. Thì hôm nay em sẽ quay cho cô chú anh chị và các bạn xem một cái mẫu tay vịn sắt không mỹ thuật. Thì em đứng gần đường nên xe cộ lại có hơi ồn, mong cô chú anh chị và các bạn xem thông cảm. Thì ở đây em sẽ làm một cái tay vịn cầu thang. Tay vịn cầu thang bằng sắt mỹ thuật. Thì ở đây em đi đo vào, bây giờ sẽ tiến hành về nhà làm. Thì sẵn cái video này em quay cái mẫu quay hướng dẫn cho các bạn nào mà mới vô nghề chứ chưa biết nghề, để các bạn đó biết cái hình thức, các bạn đó đo và về làm đó. Còn khi mà lên hoàn thành cái mẫu này sắt mỹ thuật này như thế nào thì sẽ quay cho cô chú anh chị xem tham khảo cái mẫu tay vịn cầu thang sắt mỹ thuật này đó. Để cô chú anh chị nào mà có nhu cầu làm thì cứ liên hệ với em nha, số điện thoại em sẽ để dưới phần mô tả. Thì em chuyên về kính nhôm sắt inox sắt mỹ thuật đó. Có nhận thi công, thiết kế và thi công ở các tỉnh luôn, nên là cô chú anh chị nào có nhu cầu làm thì cứ liên hệ với em. Đó, số điện thoại em sẽ để dưới phần mô tả. Thì ở đây em sử dụng cái thanh đứng là vuông 3 đó, sắt vuông 3, và ở trong sẽ đen sắt mỹ thuật vuông 2 đó. Sắt mỹ thuật là những cái đây nè đó, sắt mỹ thuật là những cái hoa văn em uống như vậy nè, rồi sẽ hàng vô đó. Thì ở đây em đang lấy kia và để làm cho nó đúng theo cái kích thước mà của cái tay vịn đi lên. Thì sẵn em làm thì em làm cái video hướng dẫn các bạn mới vô nghề chứ chưa biết nghề luôn, để các bạn đó biết cái hình thức, các bạn đó đi đo và về làm. Thì cái cầu thang này là nó sẽ từ dưới đây đi vô tới cái góc đó là nó là 46 đó. Thì ở ngay khúc này á, cái cầu thang này sẽ ở dưới đây đi lên và sẽ có một cái chiếu nghỉ ngay đây đó. Là em chưa làm cái khúc chiếu nghỉ vô, nên em mới làm cái độ xuôi xuống thôi. Thì lát nữa là em hàng cái chiếu nghỉ vô, em sẽ quay một vòng nữa. Thì ở đây em hướng dẫn các bạn đó, để các bạn đó làm cái kia cái. Thì em đo từ trong tường ra tới cái bậc cuối cùng đó, bậc cuối cùng là 46 nè. Thì ở đây em có lấy ra cái mực nè, lấy cái mực ra là 46 đó. Mình đo mình phải đi đo cái góc kia nha đó, mình đo cái góc kia bao nhiêu thì giờ mình làm cái góc kia tương tự như cái số đo mà mình đi đo đó. Rồi từ dưới mặt nền này lên tới cái đỉnh này nè, cái đỉnh này là em đo lên tới đây là cái đỉnh mặt bằng của chiếu nghỉ đó. Cái chiếu nghỉ em có lấy mực nè đó. Còn ở đây cái khúc tay vịn mình đi lên mình không có đo, mình chỉ đo từ cái tới cái chiếu nghỉ của mình đó, là ở đây em đo là 20.85. Thì 20.85 em có làm mực đây, 20.85 đó, 20.85 là phủ bì, là mình làm phải đo xuống đụng cái nền luôn nha đó. Rồi 20.85 với lại là chiều dài từ trong tường ra là 46 thì làm cái kia với lại chiếu nghỉ ở đây. Mình chiếu nghỉ là người ta cho 90 thì em có đo thục vô 90 nè, đo thục vô 90 đó, đo thục vô 90 để mình trừ cái chiếu nghỉ ra để mình làm cái độ xuôi của cái tay vịn cầu thang lên cho nó đúng đó. Rồi thì sau khi mình lấy được cái kia rồi thì mình cặp cái kia vô, mình lấy cái thước kia mình kia cho nó vuông vậy nè đó. Các bạn lấy cái kia đó, lấy cái thước kia mình kia cho nó vuông, gọi là để vuông cái cầu thang của mình nè. Xong lấy cái đồ mình cầm lại để cho cây sắt mình nó không bị đá cái đầu ra vô đó. Rồi thì em nói em sẽ diễn giải từ từ để cho các bạn nó dễ hiểu, chứ nhiều lúc em nói nhanh quá sợ các bạn nó không có hiểu, với lại em đứng gần đường xe cộ qua lại nó hơi ồn, mong cô chú anh chị và các bạn xem thông cảm nha. Đó thì ở đây nè, em đi đo nè, từ trong cái vách tường, ở đây là cái vách tường nha, ở vách tường nè, nghĩa là ở đây là một cái vách từ khúc này lên nè, từ cái khúc này lên là một cái vách, nhưng mà nó có cái chiếu nghỉ vô 90 thì em lấy cái mực đây vô chiếu nghỉ 90 nè, theo đúng cái mực của nó luôn, mình phải làm đúng cái mực của nó luôn. Ở từ đây vô, ở đây vô cái tường này là 90 là chiếu nghỉ, thì mình trừ ra 90 chiếu nghỉ. Còn cái tổng cái chiều dài là em đo từ cái tường này ra tới cái bậc cuối cùng, cái bậc cuối cùng là 46 thì có là 46 đây, 46 đây, thì 46 là cái bậc cầu thang cuối cùng đó. Rồi thì sau khi mình có cái kia rồi, mình làm cái kia xong rồi thì đo dưới lên là 28, thì phụ bị dưới đây em đo lên là đúng 20.85. Thì mình đo 20.85 thì mình sẽ lấy mực là 20.85 đó. Em để cái kia vô nè, cái kia vô nè, cái kia này là em ví dụ là cái mặt nghỉ nè, khi mình đi lên tới đây là cái chiếu nghỉ nó sẽ đi vô đó. Thì khi mà cái ở đây, tại sao cái cây sắt này em không hàng ngay chỗ cái khúc 90 này mà em cho thục vô hết 6 phân đó, thì tại vì cái chiếu nghỉ á, cái bậc cầu thang đá của mình nó như vậy nè. Nếu mà các bạn mà mới vô nghề á, các bạn đặt cái sắt này ngay cái mực này á thì nó sẽ bị bể viên đá, tại vì mình phải cho nó thục vô
này quay về cho giờ hiểu nè. Thì sau khi mình ở dưới đó mình đi lên thì cái chữ nghỉ á, cái bậc cầu thang nó sẽ nằm ngay đây. Nếu mà mình đặt cái sắt này ngay cái góc cầu thang á, ngay cái góc của viên đá thì nên khi mình con xuống nó dễ bị bể đá, nên là mình sẽ thụt vô 5 đến 6 phân hoặc là 10 phân cũng được. Anh em thụt vô chừng có 6 phân thôi, từ cái khúc chữ nghỉ thì vô 6 phân để mình con mình đóng sắt xuống mình hàng, nó không bị bể cái mép đá đó, cái mép đá nó sẽ nằm ngay đây nè đó. Rồi thì sau đó ở dưới đây cái mép mình 2m85 là từ dưới đây cái mực đây xuống dưới đó là 2m85, mà tại sao em cho nó giật lên 3 phân nữa thì tại vì cái cầu thang đá của mình nó bằng ngay cái mép này. Nếu mà mình để bằng cái mép này luôn á thì nó sẽ đụng đá, nó đụng cái viên đá của bậc cấp, mấy cái bậc cấp nè, nó bậc cấp nó ngay đây và bậc cấp nó ngay đây, nên là em cho hở từ cái bậc cấp lên 3 phân đó, lên 3 phân. Sau đó là mình hàng cái này vô là 5 phân ngay chỗ đây là cái dưới nghỉ nè đó, dựng cái trụ xích vô cho nó khỏi con xuống, nó khỏi đụng cái mép. Thì bây giờ em diễn giải như vậy, nhưng giờ bữa em đi gắn á là em sẽ quay một vòng nữa để giải thích một vòng nữa để cho các bạn nó dễ hiểu đó. Còn ở đây em diễn giải như vậy, nếu mà các bạn nó chưa hiểu nữa thì cái lúc em đi ráp á em sẽ làm một cái video nữa đó. Đây bậc đá ngay đây thì mình ngay mép đá này mình dứt vô 5 phân 6 phân gì tùy mình, hoặc là 10 phân cũng được, nhưng mà vô nhiều quá thì nó xấu. Rồi em cho vô 6 phân, rồi vô nhiều quá, ví dụ một trường hợp là nó vô nhiều quá thì cái cây này em không có cắt thẳng lên như vậy mà em cắt xéo tới đây thôi, cắt xéo tới đây và sẽ đưa cái cây vuông vô lại. Còn cái này em cho độ hở lên có 3 phân và ở đây vô có 5 phân nên là em cho thẳng lên luôn đó. Còn ví dụ bình thường mà cái cây này mình giật vô nhiều quá thì bắt buộc cái này mình lên tới đây thôi, mình cắt ra xong đó mình sẽ đưa thẳng vô lại chứ không có đưa đâm lên là ngay cái góc này nó hở nhiều quá nó xấu đó. Rồi sau khi á là còn khi mà cái chiều cao này á là em sẽ cho lên là phủ bì là 1m, cái lan can này sẽ phủ bì 1m đó. 1m đó là cái ngay cái khúc chiếu nghỉ này nó sẽ ra 90 nè, thì mình làm sao mà từ cái mực này qua đây đúng 90, qua khoảng mình 90. Chứ nếu mà các bạn làm dư nữa là khi mình ráp vô nó sẽ dư là mình sẽ cắt bỏ đó, cái mực mình lấy lên ở đây. Còn cái này mình dịch vô kệ nó, nhưng mà mình vẫn tính như cái mực này nè, cái mực này mình đưa vô làm sao đúng 90, hay cái chiều nghỉ 90 là được đó. Còn chiều cao lan can lên em cho phủ biền mét. Rồi thì sau khi mình dựng được cái cây này lên á đó, ở đây độ hở mình canh độ hở rồi. Rồi ở trên đây á là em sẽ hàng cái tay vịn ống 49 xuống, và độ hở ở đây là để hàng cái chữ C. Thì cái chữ C ở đây là nó độ hở của nó 10 phân, thì sẽ từ ngay cái mép cắt xéo để mình hàng cái ống này vô thì từ đây mình lấy xuống là 10 phân để khi mình hàng xong mình hàng cái chữ C vô. Cho nếu mà các bạn hàng nhỏ hơn cái chữ C nhét vô không được, hoặc là mình hàng rộng hơn á thì mình sẽ hàng cái này vô không có được đó. Thì nói chung cái mẫu mình làm á thì mình canh cái vụ ở trên đây, cái tay vịn trên đây mình muốn hàng gì thì mình cho độ hở, rồi sau đó mình lấy cái độ hở còn lại nè, độ hở của lọt lòng của trên cái đầu nè. Ví dụ ở đây mình nói ví dụ ở đây là 70 đi, xuống dưới đây cũng phải 70, xuống dưới đây lọt lòng cũng phải 70 đó, lọt lòng ơi khúc này cũng phải 70. Thì khi mà người ta nhìn vô nó song song lên, nó đi đều cái cầu thang mình lên chứ không phải trên 70, dưới đây còn 65 hoặc là 68 là không được, hoặc là 72 là không được. Ở dưới đây lọt lòng bao nhiêu thì ở trên nó phải lọt lòng bao nhiêu đó. Rồi với lại một điều lưu ý là sao mình biết được cái đầu này nó đá ra đá vô, thì cái cây ở dưới này mình đã lấy thẳng nè, mình lấy thẳng theo cái bậc cấp nè, thì ở đây mình dựng cây này lên thì mình đo lọt lòng, mình cắt cái độ xéo theo cái lọt lòng ở cái cây dưới nè, mình lấy lên cây trên mình hàng là lúc nào nó cũng sẽ cái độ dài đây nó cũng sẽ bằng nhau đó, là cái đầu nó sẽ không bị đá ra đá vô. Rồi mình canh cái độ hở lọt lòng của cái chiều đứng là nó đều nhau, thì khi mình lên cái lan can nó sẽ chuẩn, nó sẽ không bị đầu to đầu nhỏ và cái cầu thang của mình nó không bị ngã ra ngã vô nữa đó. Rồi thì đây em nói sơ như vậy, khi mà em lên thành phẩm rồi em sẽ quay một vòng nữa, và khi đi ráp sẽ làm một cái video nữa và diễn giải lần nữa để cho các bạn nó dễ hiểu đó. Thì ở đây là cái mẫu lan can sắt mỹ thuật, ở trong này em sẽ đang vuông hai sắt mỹ thuật và hàng ho hàng lá. Nói chung là cái mẫu này khi mà lên nó sẽ rất là đẹp, nên là em sẽ quay cho chú anh chị xem để tham khảo cái mẫu này. Thì sẵn em làm ở đây video này thì em muốn làm cái video hướng dẫn luôn, thì em đi đo, mình muốn làm tại chỗ cũng được đó, mình muốn về nhà mình làm cũng được đó. Ví dụ như mà mình đi làm mà tại chỗ mà nó tiện thì mình làm tại chỗ, còn ví dụ mình đo mình đem về nhà mình làm nó tiện hơn thì mình về nhà mình làm. Tại vì cái này là mẫu sắt mỹ thuật nên là em có máy ở nhà nên phải làm ở nhà rồi xong đem tới ráp. Còn ví dụ như các bạn muốn làm tại chỗ cũng được, làm tại chỗ xong mình mua phôi tới mình gắn đó.
Rồi thì ở đây em còn làm cái tay vịn chỗ ngay khúc chiếu nghỉ ra nữa là em sẽ quay vòng nữa. Với lại ở trong đây em đang hoa văn như thế nào thì em sẽ quay một vòng hoàn thiện. Khi mà họ nói khi hoàn thiện cái cầu thang nè, tay vịn cầu thang nè, các mỹ thuật nè, thì em sẽ quay một vòng nữa để cho các bạn như cô chú anh chị xem tham khảo mẫu này nha.